quan chức Việt Nam là nạn nhân hay tội đồ của Tổng Trọng. Lâu nay các quan chức trong bộ máy đảng và nhà nước tại Việt Nam, dưới con mắt của đa số dân chúng đều là một lũ sâu dân mọt nước, ăn không từ một thứ gì của dân. Trên trang Chân Trời Mới gần đây, có một vài bình luận tỏ ra thương xót cho các quan chức của Đảng Cộng sản khi cho rằng chính trị gia trong thể chế Cộng sản, cho dù lương chức hoặc về làm người tử tế, vẫn ăn không ngon, ngủ không yên, lo sợ đủ điều. Quan địa phương thì sợ bị khởi tố, phải cống nộp lại tài sản cướp được cho đồng đảng. Quan triều đình cao cấp thì sợ biến thành củi trong lò. Một câu hỏi mà công luận đặt ra đó là quan chức Việt Nam hiện nay là nạn nhân hay tội đồ đây? Một phiên tòa xét xử các quan chức ở Việt Nam tham nhũng. Sau đại hội đảng lần thứ 12 vào năm 2016, Tổng Trọng khi đó đã nổi tiếng với đường lối cứng rắn, được một bộ phận trong đảng và người dân ca ngợi là người đốt lò vĩ đại với chiến dịch chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giới phân tích đánh giá, lò lửa của Tổng Trọng không những thiêu rụi sự nghiệp chính trị của nhiều quan chức từ trung ương đến địa phương, mà còn thiêu rụi cả các lãnh đạo doanh nghiệp quốc doanh, còn lan xa cả những lĩnh vực tưởng chừng bất khả xâm phạm là công an và quân đội. Dù rằng quốc nạn tham nhũng ở Việt Nam được coi là giặc nội xâm, nhưng trên thực tế, ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, bị cáo buộc đã chủ trương coi tham nhũng lại là một loại dầu mỡ bôi trơn, không thể thiếu chỗ bộ máy tham nhũng mà Tổng Trọng là người vận hành. Và câu hỏi đặt ra là tại sao lại nói như vậy? Tham nhũng là nguồn cơn, là gốc rễ của sự giàu có của các quan chức Việt Nam hiện nay. Nhưng tại sao cách làm giàu bất chính của quan chức mang tính hệ thống trong một thời gian dài vẫn không bị vô hiệu hóa? Và vì sao Tổng Trọng lại không áp dụng nghiêm các quy định của pháp luật để ngăn chặn triệt để? Pháp luật về phòng chống tham nhũng hiện nay ở Việt Nam đã quy định rất cụ thể, rõ ràng. Tại sao Tổng Trọng và ban lãnh đạo của Đảng nói chung lại không chủ trương áp dụng triệt để và nghiêm ngặt, mà ngược lại họ coi rằng chống tham nhũng là ta tự đánh ta? Để rồi không phải cứ xử nặng mới là tốt, cách trước hết tất cả mới là tốt. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng đã ngồi 3 nhiệm kỳ, hoàn toàn sai với điều lệ của Đảng. Đó là lý do vì sao công cuộc đốt lò của ông Trọng đốt hoài, đốt mãi vẫn không hết củi. Công luận hoài nghi và đặt câu hỏi chống tham nhũng hay tham nhũng là chủ trương lớn của Đảng đây. Công luận cho rằng chưa bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam lại để xảy ra tình trạng cán bộ chạy chức, chạy quyền, mua ghế xảy ra trầm trọng như thời mà ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư. Thậm chí có những cáo buộc cho rằng Tổng Trọng còn chủ động bật đèn xanh, tạo điều kiện cho tay chân thân tín thao túng, môi giới, khiến tình trạng cán bộ chạy chức, chạy quyền, mua bán chức tước trở nên phổ biến, tràn lan từ Bắc đến Nam. Nhất là với cách làm độc đoán, thiếu minh bạch của công tác nhân sự, công luận nghi ngờ rằng ông Trọng tay phải sắp xếp nhân sự, tay trái thì cho đàn em bán chức, thì có ai biết đâu mà lần. Đó là lý do trong các kỳ đại hội đảng gần đây, dư luận hay thắc mắc tại sao các quan chức lứa mới được bổ nhiệm toàn là lãnh đạo vươn lên bằng mánh khóe, thủ đoạn chính trị, tiền bạc để thăng tiến, để rồi cứ đến hẹn lại lên, không ít cán bộ với mảnh bằng bổ túc văn hóa vài ba năm, từ cấp xã nhảy lên cấp huyện rồi nhảy lên cấp tỉnh. Anh nào tốt số sẽ được luân chuyển, lập tức tót lên trung ương, kể cả lọt vào bộ chính trị cũng chẳng mấy chốc. Đương kim Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên là một ví dụ như vậy. Nhưng với điều kiện bắt buộc là mỗi nước thang danh vọng muốn có quyền thì phải đi đôi với có tiền chi ra để mà mua ghế. Vốn ít thì mua ghế nhỏ, đi kèm với bổng lộc khiêm tốn, gom góp đôi ba năm. Có món kha khá, nặng tay lại mua ghế cao hơn. Bởi quy luật bất thành văn của lũ quan chức thăng tiến ngày nay, đó là tiền nào mua ghế ấy. Và ghế càng to thì bổng lộc càng nhiều, thì chi cũng càng lớn. Hình ảnh cơ quan công an thu hồi tài sản của quan chức tham nhũng. Quy trình nhân sự mua quan bán chức như vậy đã tạo ra một vùng xoáy hút biết bao nhiêu quan chức của Việt Nam lao vào, như những con thiêu thân lao vào biển lửa, biết chết nhưng vẫn cố lao vào chỗ chết. Đó cũng là lý do vì sao hiện nay nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam lại diễn ra tình trạng đấu đá, tranh giành quyền lực triền miên, không có hồi kết. Bởi càng leo lên cao, các lãnh đạo mới cảm thấy an toàn. Nếu không, xa cơ lỡ bước rời ghế, thì đối thủ phía bên kia sẽ làm thịt ngay lập tức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang ở trong tình trạng như vậy. Đây chính là hệ quả của việc
chọn lọc nhân sự dựa trên việc mua quan bán chức là chủ yếu. Tóm lại, các quan chức Việt Nam hiện nay vừa lợi tội đồ nhưng cũng lại vừa là nạn nhân của một thể chế chính trị độc đoán, độc tài do một cá nhân lãnh đạo, đồng thời thiếu sự minh bạch cũng như thiếu vắng cơ chế kiểm soát và điều chỉnh quyền lực cần thiết phải có. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin quan chức Việt Nam là nạn nhân hay tội đồ của Tổng Trọng. Choảng nhau xuyên Tết, vì sao vụ xe công còi hụ không dễ đóng hồ sơ? Các thế lực thù địch cho rằng thế lực kình địch trong nội bộ của Đảng, bất kể trời đánh tránh miếng ăn, trong những ngày gần Tết vừa qua vẫn liên tục choảng nhau. Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, với lưu ý khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra. Xử phạt lái xe biển xanh lắp đèn còi ưu tiên chở xếp đón người ở sân bay Vinh. Giới thạo tin đánh giá rằng ba đơn vị nói trên đều là những cơ sở hậu thuẫn cho phe Nghệ Tĩnh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều đó cho thấy ông Phạm Minh Chính và phe cánh đang kế hoạch chặn đường đối với ứng viên ghế Tổng Bí thư Vương Đình Huệ. Chưa hết, vụ xe biển xanh gắn còi hụ của Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh cũng được cho là một âm mưu chính trị tấn công vào phe Nghệ Tĩnh, là phe đang thắng thế trong cuộc đua nhân sự để thay thế cho chức vụ Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Điều đó đã buộc Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phải ra mặt, cam kết với báo chí vào hôm 7 tháng 2 rằng Thường trực Tỉnh ủy sẽ kiểm điểm nghiêm túc. Lập tức, ngay sau đó, truyền thông nhà nước đưa tin cho biết lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Tĩnh đã xử phạt số tiền 2,5 triệu đồng, tước bằng lái 2 tháng đối với lái xe của Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh khi tự ý lắp đèn gắn còi ưu tiên. Thông tin vừa kể trên được dư luận đánh giá là chiêu rút củi đáy nồi tuyệt hảo của ban lãnh đạo Hà Tĩnh. Đồng thời dư luận cho rằng với tình trạng phủ bênh phủ, huyện bênh huyện thì chỉ có ai ngu mới tin vào lời hứa của ông Hoàng Trung Dũng. Bởi Dũng Dũng cam kết với báo chí là Thường trực Tỉnh ủy sẽ kiểm điểm nghiêm túc thì rồi vụ việc cũng sẽ chìm xuống theo đúng quy trình. Vậy mà trên mạng xã hội lại xuất hiện thông tin cho rằng ông S bị xử phạt về hành vi vi phạm diễn ra vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 2 tháng 2 tại quốc lộ 1A, chứ không phải là sự việc xảy ra tại sân bay Vinh đâu bà con nhé. Hành vi vi phạm tại sân bay Vinh thuộc thẩm quyền xử lý của Cảnh sát Giao thông Nghệ An. Nghĩa là vụ việc xảy ra ở sân bay Vinh vẫn chưa bị xử lý. Điều đáng nói, thông tin về kẻ xuất phát từ Công an Nhân dân, cơ quan thông tấn của Bộ Công an, báo Công an Nhân dân ngày 9 tháng 2 đưa tin xử phạt lái xe biển xanh lắp đèn còi ưu tiên chở xếp đón người thân ở sân bay Vinh. Bản tin đưa thông tin rõ ràng, chi tiết hơn khi cho biết trước đó vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 2 tháng 2 năm 2024 tại km 504 400 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Tĩnh phát hiện ông S điều khiển xe ô tô mang biển số 38A06688 đã vi phạm hành vi xe không được quyền ưu tiên lắp đặt sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên theo quy định. Với chi tiết, vị trí xảy ra phạt là tại km 504 400 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, là ranh giới giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, cho thấy đó chỉ là hành vi xử phạt mang tính chất đối phó với dư luận. Nghĩa là vụ bê bối của bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, chưa thể đóng hồ sơ một cách dễ dàng. Vụ việc xe biển xanh của Hội Phụ nữ Hà Tĩnh lắp đèn, gắn còi ưu tiên đi đón con gái của bà Chủ tịch Hội ở sân bay Vinh khiến công luận công phẫn. Còn bởi một lý do khác nữa, đó là việc ông Vũ Đình Thắng, phóng viên tạp chí Công nghiệp Môi trường, đã bị thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phạt tới 4 triệu đồng chỉ vì gọi điện cho bà Hà để xác minh vụ việc. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 9 tháng 2 cho biết tiếp, trao đổi qua điện thoại, bà Hà xác nhận có sự việc và dùng xe biển xanh đi đón người thân ở sân bay Vinh và hẹn tôi, tức là phóng viên Thắng, tới cơ quan để nói chuyện cụ thể. Nhưng trên mạng xã hội có ý kiến cho rằng bà Hà đã giăng bẫy đối với phóng viên Thắng. Theo đó, khi phóng viên tới Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, bà Hà cáo bận đi họp. Phóng viên chuẩn bị rời trụ sở hội thì lực lượng chức năng Hà Tĩnh ập vào mời làm việc và lập biên bản xử phạt 4 triệu đồng. Hành động giăng bẫy lừa lọc có chủ ý của bà Hà đã khiến trên mạng xã hội có ý kiến cho rằng ở Nghệ An có cha già tên Minh,
Còn bây giờ Hà Tĩnh không chịu thua kém miếng khi có mẹ già tên Hà điều tòa không kém. Facebook Thạch Nguyễn thì cho rằng chế độ ta, cán bộ ta tiến bộ, bằng chứng là trước phải cỡ bộ trưởng như Trần Tuấn Anh mới dám dùng xe ô tô đón vợ ở máy bay. Nay chỉ cần hội trưởng hội phụ nữ một tỉnh là đã có thể dùng công xa gắn đèn chớp vào còi hụ đi đón con gái ở sân bay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Choảng nhau xuyên Tết, vì sao vụ xe công còi hụ không dễ đóng hồ sơ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.